Vareton Kiddy, sản phẩm được sản xuất bởi công ty cổ phần dược phẩm TV Farm, top 10 công ty dược uy tín Việt Nam. Trong tiến trình lớn khôn của một đứa trẻ, độ tuổi từ 0 đến 6 tuổi được xem là giai đoạn vàng, giúp trẻ hình thành nền tảng vững chắc cho tương lai. Đặc biệt khoảng thời gian từ 2 tuổi trở đi là giai đoạn quan trọng nhất cho sự phát triển toàn diện về thể chất lẫn tư duy. Ở giai đoạn này, ba mẹ sẽ chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của trẻ thông qua việc trẻ bắt đầu khám phá thế giới xung quanh, tăng khả năng tiếp thu và học hỏi kiến thức một cách nhanh chóng. Kết quả nghiên cứu toàn quốc cho thấy trong giai đoạn này, cứ 4 trẻ thì có 1 trẻ bị suy dinh dưỡng thấp còi do biếng ăn. Chế độ dinh dưỡng không đảm bảo đầy đủ chất cần thiết sẽ dẫn đến khả năng miễn dịch bị suy giảm, từ đó nguy cơ mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp hay đường ruột. Đồng thời, sự tăng trưởng ở trẻ bị chậm lại, kéo theo chiều cao, thể lực và tư duy cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Hiểu được nỗi lòng của bậc phụ huynh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro Vareton Kiddy ra đời dành cho trẻ em đang ở giai đoạn phát triển thể chất và trí não. Trong mỗi 7,5ml Siro Vareton Kiddy dùng mỗi ngày có chứa vitamin nhóm B, canxi, vitamin D3, lysine, taurin, kẽm, mang đến lượng dinh dưỡng dồi dào, kết hợp giữa các axit amin, khoáng chất cùng vitamin thiết yếu hoàn toàn đáp ứng đủ chỉ tiêu dinh dưỡng cho trẻ trong một ngày. Sản phẩm được nghiên cứu và điều chế để hướng đến việc giúp trẻ tăng trưởng và phát triển toàn diện, duy trì thể trạng khỏe mạnh, kích thích vị giác cho bé ăn ngon hơn, nâng cao sức đề kháng, thúc đẩy quá trình hấp thu và cung cấp canxi cho xương chắc khỏe và tăng chiều cao, tăng khả năng tập trung ghi nhớ, phát triển tư duy trí não. Vareton Kiddy hương cam, vị ngọt thanh cho trẻ dễ uống dưới dạng siro. Sản phẩm là sự lựa chọn tối ưu cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi, dùng 7,5ml mỗi ngày, tương đương một ống Vareton Kiddy để tăng sức đề kháng, chiều cao, cân nặng và chỉ số cảm xúc. Vareton Kiddy, dinh dưỡng toàn diện, bé khỏe vững vàng. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty cổ phần dược phẩm TV Farm, top 10 công ty dược uy tín Việt Nam. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.